uống nè. Bể, hơi bể nha. Bể quá bể luôn chứ đừng hơi. Mưa mà, khá nhiều mưa. Cảm ơn nha. Ây da. Có trực tiếp chắc là được một hai đoạn thôi vì còn diễn ngày mai đi, đêm nay xong là sáng 4 giờ phải bay NLA diễn bữa tối mai diễn NLA xong rồi phải bay về bên Woodhouse gì đó, Woodhouse nghỉ ngơi ngày 7, ngày 8, ngày 9 có một đại gia đình mời nguyên đoàn tới dự tiệc tắm biển ngoài biển bà buffer ngoài bãi biển, xong ở tới ngày 9, ngày 10 chơi tới ngày 11 bay về điểm cuối cùng là ngày 13 tháng 4 á, diễn điểm cuối cùng diễn đó xong ở lại 14, 15, 16 bay về. Thôi nói ở đây đã mà đó là ban bất chấp. Vì quý vị biết sao không? Có nhiều người không hiểu về tình thương là gì đâu. Nếu quý vị mà tiếp xúc ai trong vòng 1 năm, ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào một tuần gặp mặt mấy lần, và khi hiểu hết được tính tình của nhau và chiều luôn những cái đẹp và những cái chưa đẹp của nhau, thì đó mới là tình anh em. Ví dụ như những cái gì mà Sang không được, hay là những gì Sang hay xàm, là lộn trở anh Tư xàm quá anh Tư. Em thích đâu? Thích anh xàm, cũng thích anh không xàm. Đó là như vậy. Ví dụ như những cái gì mà lon thì anh góp ý thôi, chứ mỗi người mỗi tính. Bây giờ cả nhà biết rồi, đâu có ai mà hoàn thiện hết đâu. Mình góp ý từ từ, thì khi đó mình cũng nhận ra cô bé này thống tình nghĩa, cũng biết ai yêu thương mình, cũng biết người là chân tình, và cũng đôi khi cũng gọi lục từ là dễ thương. Cho nên nó mới sanh ra tình cảm anh em được. Chứ phải có nhiều người không hiểu, cứ nói cái tới gì cái này. Nói thiệt quý vị, nếu mà như vậy thì làm sao mà Sang có hình như là 6 người anh em 6 nước, mà cũng không phải là anh em ruột thịt, anh em quen biết trên mạng thôi, và đã chơi với nhau đôi khi có người chơi 7 năm, người chơi 8 năm, có người chơi 1 năm, nhưng mà về Việt Nam thì chỉ Việt Nam mà muốn gặp, không phải là muốn gặp gì mà Sang ơi anh về tới, anh em mình phải đi chơi mấy ngày được. Ok, Sang phải bỏ hết tất cả luôn mới là anh em. Còn mà vì công việc nhiều quá mà quên cái tình anh em thì nó không phải là anh em. Đã là anh em rồi thì chơi đi tính sao, đã là anh em rồi chơi đi tính sao. Cũng hy vọng vậy, hy vọng sau này con gái mình nó cũng mình không dám nói gì, chỉ nói một câu với con thôi. Sau này cứ muốn chơi với anh em bạn bè, đừng suy nghĩ bất cứ gì hết, cứ chơi hết mình đi, chừng nào mà hết hồn alo ba. Để bạn bè chơi với nhau mà cứ trong đầu cứ nhảy số, cứ suy nghĩ này suy nghĩ nọ thì chơi được bao nhiêu, có người chắc 1 năm 2 năm, cao lắm 3 năm nó lòi ra hết hả. Không, trên đời nên hay lắm, không có dính được, không giấu được cái gì. Quan trọng chúng ta khi mà có bạn, có bè, có anh em đã mến nhau, đã thương nhau thì có thể mình chấp nhận luôn những cái gì mà anh em bạn bè mình chưa đạt được, thì mình có những cách xử lý riêng cho càng ngày càng đạt hơn, ok hơn. Ví dụ như là anh ơi, anh để tóc này không đẹp, cái râu anh dài thì ghê quá, cạo đi. Thì góp ý ok cạo vân vân. Em mang cái này dép nữa hơi lùn, độn lên với giúp cao lên đẹp. Nếu mà thương ta sẽ có vậy đó, nó ngộ lắm. Tí nữa mới quay được, bả về xong quay tới đất không à. Lụm cụm có mình vậy đó, ăn rồi ngồi đi từ công việc tối ngày sáng đêm, cầm hai cái máy bấm từ sáng tới chiều, chiều tới tối.
biết cái nào lên mạng mệt mỏi. Người thích mình thì không sao, người ghét mình muốn nói gì nói. Rồi đầu óc mình đâu còn đỡ đủ thứ việc cho người mình yêu thương, cho bạn bè, cho cha mẹ, cho anh em, cho khán giả, cho những cô chú yêu thương mình để mình còn suy nghĩ, chứ đâu có đầu óc mình đâu có để đâu chia ra nhiều loại để mà phân chia ra một bên để kẻ thù bên, để người thương bên. Đầu óc là không có phân loại, một bên kẻ thù bên, bên người yêu thương bên không có. Đầu óc sang là chỉ một loại, người yêu thương thôi, bạn bè thôi chứ không có chứa kẻ thù cũng đó. Không nhớ. Không. Ai cũng tốt với Loan hết, mỗi người một cách tốt. Cảm ơn. Ai cũng tốt với Loan hết, mỗi người một cách tốt. Đôi khi bé Loan thì nó kiểu như đâu có quan tâm mạng xã hội nhiều đâu, cho nên có nhiều người tốt với Loan mà Loan còn không biết người đó là ai nữa mà. Cho nên nhiều người bị hiểu lầm là vậy. Nó tối ngày nó cắm đầu vô, nó làm công việc để nó nuôi mấy đứa nhỏ thôi. Cho nên anh sang thường thường sang nói: ủa sao em không coi mạng hả? Thôi em coi chi, em lo kinh doanh với em tập trung những cái khác để em kiếm tiền lo cho mấy đứa nhỏ. Có nhiều người tốt với em lắm, em không biết hả? Trời, em biết ai đâu. Nói trời ơi, anh cũng vậy nữa, sang cũng ít khi nào coi ai lắm. Công việc nó nhiều quá, mình không có thời gian coi mạng mình, tại mình còn có cái riêng của mình nữa. Đôi khi mình cũng muốn nói nữa, à có người này tốt với em nè, người kia tốt với em nè. Nhưng mà giờ biết sao. Bây giờ chỉ không có coi, mà ai chửi chi gì chứ không biết nữa. Người ai nói gì nói chị không biết. Nhưng mà người biết nhiều nhất là sao như này. Đó, cho nên nhiều khi chỉ vô tư đến mức độ mà người có nhiều người ghét chị mà ra đường gặp chị chứ không biết người đó ghét chị nữa. Có người thương mến chị, ra đường chỉ gặp chị không biết người đó thương mến chị nữa. Cho nên cả nhà đừng có trách tội nghiệp nó, nó không ít coi lắm. Nó không đời nào mà nó vô Facebook nó coi của ai chứ. Nó tập trung của nó không à. Có nhiều người hiểu lầm là như vậy. Chứ nó có biết gì đâu. Đừng có đổ thừa nó gì, nó không có coi của ai hết. Nó có tập trung của nó không à, làm gì làm. Nó cái kiểu dạng người hành tinh vậy đó. Ai làm gì làm nó quan tâm. Có nhiều người cô chú anh chị sang biết hết á, rất là nhiều luôn. Đôi khi có nhiều sự hiểu lầm vô lý. Mình yêu thương ai thì mình tập trung người đó thôi, còn những người xung quanh thì mỗi người mỗi ý kiến, trái chiều đâm ra tùm lum tùm lá, vậy biết nói sao vậy. Đôi khi ai nói gì nói nó cũng không biết nữa. Thế cũng tội nghiệp. Đôi khi giờ nó đi ra ngoài đường nó gặp những người ghét nó cũng không biết luôn, nó gặp những người thương nó cũng không biết luôn. Trời ơi, thời gian đâu mà nó có kiểm khó. Khách nhà hàng nhắn tin nó còn không biết, giao nhân viên hết á. Nè, cứ livestream xong rồi ngủ xong lo cho hai đứa nhỏ, chiều tối livestream ngủ xong livestream lo hai nhỏ, còn một đứa lớn đi học. Tại thời gian đâu, quý vị nghĩ đi quý vị, một đứa con mà vị đã không có đủ thời gian để coi những người khác livestream rồi, nó bốn đứa năm đứa, công việc ba bốn cái, rồi nó tập trung, chỉ tập trung thì sao, nó em đi tập trung công việc rồi lo mấy nhỏ thôi, còn những việc khác người khác lo. Đã thương rồi thì mình cứ thôi, còn nếu không thương nữa thì mình thôi, với mắt mới gì không thương nữa mình đi qua. Giống như Tinh, anh Lưng, mọi người có mọi cách thương lâu riêng, nhưng mà đôi khi cảm xúc mọi người mỗi khác, không nói được. Quý vị ở đây cũng vậy nè, 332 cô chú anh chị đây rất là thương lo, mới có mặt trên livestream của sàn, đúng không? Nhưng mà mỗi người một cảm xúc khác nhau, tất đâu biết được. Còn giờ ai ghét thì chịu thôi chứ sao giờ. Bây giờ sang cũng vậy, sang biết chắc chắn là 1.000 người thì ít nhất cũng phải 300 người ghét mình, chịu thôi. Ai ghét chịu à, tại vì không liên quan tới cuộc đời của tôi. Thì cuộc đời tôi không có chứa những người ghét tôi trong não, cuộc đời tôi chỉ chứa những người thương mình, mến mình tìm cách để mình đáp lại những tình cảm đó. Còn ghét tôi thì đôi khi tôi không nhớ ai nữa.
thoải mái, Ngọc Vũ cứ thoải mái, mình thì bình thường lắm, không có để ý, cứ chửi cứ nói thoải mái, không bao giờ để ý tới những sao, chỉ kiếm những comment nào mà để mình cảm ơn thôi. Còn những comment mà chửi ghét mình thì mình đọc vậy thôi chứ mình không có để ý tới. Xong rồi mình bấm lóc một cái xong rồi trong đầu mình không còn nhớ người đó là ai nữa, không liên quan. Cảm ơn chị Thanh Nguyễn. Đơn giản lắm, chỉ vị nè, khi mà những người ghét mình không thích mình đó, bởi vì làm cái gì mà người ta comment, bấm vô một cái à, ví dụ Ngọc Vũ nè à, chắc chắn là bạn không thích mình rồi. Mình cũng cảm ơn bạn xem like nãy giờ, thì bạn không thích mình thì mình chỉ cần bấm cấm khỏi video like, chặn vậy xong, trong đầu nó không còn nhớ gì nữa hết, không còn nhớ bạn là ai nữa. Đơn giản, một cái đơn giản vậy thôi, là coi như mình không nhớ tới bạn, không biết bạn là ai. Nó đỡ mệt, đỡ nhức đầu chứ hơi đâu mà có nhiều người livestream mà có một số người vô comment rồi bắt đầu quay lại chửi bới làm sùm thì tối mệt nhức đầu. Đi con ông cu qua kia mới đi con cu bỏ má. Ở đây chỗ nào mình có cái con chuột túi khăn con cu á, bây giờ ở đây mình đâu có đi được. Ý con hỏi á, ở đây mình đã bệnh mới có phải không? Không, ở đâu cũng có nhưng mà ở đây mình không có thời giờ để mình coi đâu á. Chỉ có số ở đây ở lâu mà mình ở lâu là thì ý con hỏi vậy đó, để mốt nó đi du là được rồi. Cái chỗ mà bán con, trời ơi nhìn em nãy giờ cũng ra luôn đẹp vậy. Trang điểm rồi hả? À. Mấy ca trang điểm rồi nè quý vị, nhìn tưởng đâu anh chàng nào không? Như anh chàng. Tuyệt. Em rất thích. Anh muốn coi con kangaroo mà nó là mày quan giả hả? Ừ, chắc mọi người đi. Dạ, chào mọi người. Đi coi vô sở thú thì coi, chứ còn quan giả chàng là con phải đi bằng đen. Quan giả không có đâu anh, chỉ có vô sở thú thôi. Còn anh biết quan giả anh muốn coi đâu biết không? Đâu? À, Đà Lạt hả? Đà Lạt mình á. Đợt em đi nó nhập về kangaroo nhiều lắm. Chứ thường thường là Úc mà kangaroo là chồng mà. Đúng rồi. Trời, nó là biểu tượng. Nhưng mà là nó là trong sở thú thôi, chứ nó không có ngoài. Tuy nhiên là mấy con bự ghê, mấy con hoang, mấy thú hoang. Còn không là nằm trong sở thú. Còn ở Việt Nam mình á, Đà Lạt á, bữa nào anh dẫn cả nhà đi lên cái chỗ để em sợ cái chỗ đó cho anh, chỗ nào ở Đà Lạt luôn. Kangaroo không, nói chung là anh đụng vô, anh tiếp xúc, anh đụng nó, anh ôm nó luôn. Ờ. Chui vô bụng nó nằm luôn được luôn hả? Không, nó quýnh anh á, con đó đó. Nó, anh mà cầm con nào mà nó dữ đó, nó làm, anh lại gần nó làm vậy nè. Nó giống như nó muốn vỏ vậy phải không? Ờ. Nhưng mà mấy con hiền, vẫn có mấy con hiền. Con đại ca dễ thương quá. Đúng rồi. Dễ thương lắm mấy cô chú. Mà giữ cũng giữ lắm nha. Chưa bị, chưa sợ. Bữa nào mà giả bộ mà chửi anh thử cái mày kìa. Dễ thương lắm, nói chung nó dễ thương lắm. Tại vì tánh còn nít mà. Sao mà em chửi anh được? Em nay nhiêu mày ca, 16 tuổi chưa? Anh đoán rồi. Đoán chắc cỡ 39. 39? Cái đứa nó 16 không chịu, mà đặt kiểu đón coi nữa. Anh đoán thử cái em bao nhiêu? Giờ nói thiệt nha. Ờ. Như là 25 thôi. Thiệt luôn hả? Tối nay chắc lên luôn trong sang của mọi người ơi. Em nhỏ hơn chị Lan có 1 tuổi à. Ủa vậy hả? Ờ. Em nhỏ hơn chị Lan có 1 tuổi. Nó còn nhỏ hơn trong ngoại mà. Trời ơi, nhỏ hơn tuổi sao nhìn trẻ vậy? Em 35. Em mấy đứa à? Một đứa mà. 35 à. Trẻ hơn quý vị. Nhưng mà tôi trẻ hơn. Không, bên sang trẻ mà. Hỏi mọi người thấy cái cần xét tối nay của anh Sang ổn định không? Ổn định. À, nãy giờ mọi người chưa thấy em cần quay lại cho mọi người mình đây. À, chào mọi người cả đó. Cả nhà ơi. Cả nhà coi cả... không áo vest nhà đẹp rồi, không áo vest nữa. Bữa nay sao đổi đi. Trong tôi không tiền đời mấy ơi. Dạ lắm không? Dạ em chào chị, em chào mọi người. Ok ổn. Không mặc áo vest, mà áo vest nữa nó không thấy cái áo đẹp. Yeah. Áo này rất đẹp. Cảm ơn ông ấy. Hello idol Anthony. Anh về bên bển mấy giờ rồi anh? Anthony, đẹp trai.
Trời ơi, con lên tiền quá. Chưa, lon tí nữa nó lo công việc nó xong rồi nó trang điểm nha em. Giờ bên Mỹ là mấy giờ đó anh Anthony? Đó là cả nhà nhớ. Rồi giờ nhanh giờ mới đang năm mà sang giờ nhớ trong Vinh luôn. Mới rồi bước tới cửa má sợ lắm, má nhìn vô má nói với bùm bùm đó. Bùm bùm, có ông nào ông xăm mình đứng trước nhà ông kêu mở cửa nãy giờ bùm, đâu dám mở, nhát lắm. Không biết vụ gì xảy ra. Rồi lúc đó thì sang cái điện anh Lưng, anh Lưng gì anh nói lon tiếng em đem vô tặng cái máy. Nó thấy em gì nó dám mở cửa hay sao á. Rồi anh Lưng cái điện nói sang nó cũng anh em nghĩa với anh chơi anh mấy năm rồi. Em mở cửa đi không sao đâu, thì lúc đó nó mới dám mở cửa. Chứ nhìn xem lúc đó ai mà dám mở, rồi trong tình thế đang nguy cấp nữa. Mở vô đem máy vô đó đi xe lên lầu. Nó nhìn chân chân à, làm xong xuôi hết, đẹt, in đơn rồi lúc đó chị mới mừng. Chị biết à thì là mình biết cách làm mà không phải là gì đó. Nên lúc đó là mới biết. Rồi từ từ. Âu cũng là duyên thôi. Hết kiếp này đã có duyên gặp nhau rồi thì sống cho nó trọn tình trọn nghĩa đi quý vị ơi. Nếu mà không gặp nhau thì mắc mớ gì là cả thù với nhau. Có nhiều người ngộ lắm. Có nhiều người chúng ta chưa từng gặp mặt luôn, chưa từng gặp ngoài đời luôn, nhưng mà vẫn làm cái thù với nhau được hay nhỉ. Có nhiều cái nó hay á, thấy nó hay á. Nó bị hơi bị nhức đầu. Đã gặp nhau rồi còn yêu thương nhau chưa hết nữa đây. Nói chi mà chưa gặp nhau mà còn đi gán kiếm nhau để làm cái thù thì thôi, mấy người đó thì tôi không biết đầu óc để đâu. Chúng ta chưa gặp nhau thì đừng nên là cái thù với nhau. Gặp có nhiều gặp nhau còn thương nhau mến nhau chưa hết. Tụi này chưa gặp nhau mà gán đi kiếm mối để làm cả thù của nhau thì thôi, mệt. Ừ, không nói vui nữa, giờ vô trong cho cả nhà coi hậu trường nha. Để tối 4 giờ sẽ ngủ không được. Nhưng mà giờ hết rồi. Sáng cũng bị, lâu mình bị bức xúc. Đây công nghệ rất công nghệ của tất cả các bạn diễn, những người thân quen của anh Linh để viết thành sách thì cái đó là con gái anh thôi. Thấy không, cho mình lên nên mình không có, mình không có cái quyền đó. Cho nên quý vị có thể yêu cầu bé Hồng Loan nha. Đã, cô chú anh chị nào có mua thì báo sang mua giùm luôn nha. Có bán ở Đài Loan không chị? À, bến đò kỷ niệm em có thể gọi từ chị ship qua Đài Loan cho em nha. Nếu em mua nhiều trên 1.000 đô Mỹ đó, thì tụi chị ship free cho em. Ship free. Còn không thôi dưới thì tụi chị phải tự ship. Ờ, mấy ca con mà xài giống má đi, con đừng có hạ tiện tiện, cái gì cũng đẹp. Má từ hồi mà má được sự kiến thì giới thiệu cái dòng leader này của Hàn Quốc là má xài và má đẹp đến bây giờ. Ngọc Quyền không xài, con phải xài cái này tới bầu gốc hai cây sình bộ ba là con không thể thiếu nha. Đó, đây nước thần nè quý vị, nước thần mở khóa làn da. Cái này quý thịt thời thầy đi nè. Thì bởi em mới nói cái chỗ này là có bô lại để cho anh diễn nè. Lên lòng đó là hai quay chỗ này mới làm bô này nha. Đó, anh xin lỗi đó là miếu sân cái tế bầu gốc anh không thể thiếu. Cái này hay lắm quý vị. Anh nói với nó. Tế bầu gốc á, nó là stem cell tế bầu gốc, gọi là nó tái tạo da của mình, nó là serum đó quý vị. Mà cái này đó làm hoạt như vậy, nếu mà quý vị xài sáng tối như nó riêng đó mà xài cũng rất là dạ, bia uống rồi hả? Đâu có bia. Cái gì đó bà cũng uống được không? Tôi biết được. Ở đâu vậy, làm có à? Chú Long cho nè, của này nè. Bây giờ em đổi điện thoại đi ha. Bây giờ cái này là chị sẽ đấy, đó làm việc từ sáng tới chiều. Không buông điện thoại, không buông laptop luôn. Ngày kiếm nhiều tiền lắm á, cái gì?
Đó, container mà đi 6 mình đi trên bỏ hết công việc vô tư. Đó, chỉ hết bầu đầu bầu cổ từ sáng tới chiều vẫn lo cho lon từ A đến Z. Hay đứng kế bên anh Long thấy quen hả? Em sang lại sang hỏi sát bên Long là đệ tử ruột của anh Long. Anh khán giả hỏi đứng sát bên Long lại thấy quen kìa. Dạ, tôi Thanh Long và xin kính chào quý vị. Thanh Long xin kính chào mọi người. Dạ, ta đã hứa với lại cái gì? Anh Thanh Long. Kết hợp với tế bào gốc trị nám nhẹ ban ngày, trị nám nhẹ ban ngày lẫn ban đêm. Nhẹ thôi nha quý vị, làm ba lăng làn da của chúng ta. Tại sao chúng ta phải sử dụng hai cây sinh hồn đi học làm da nha? Nếu da dầu hay nếu da khô, hai cây sinh hồn rất khô, nó ba lăng dầu bỏ nước vào trong da của chúng ta để mà qua cộng với cái cầu nguôi khô bằng da của chúng ta lên. Đặc biệt là thiếu quý vị thấy không, mình rất nhiều nè, là tại vì ánh sáng nào để thấy cộng thì không có một cặp và giảm cả những nếp nhăn là nhờ hai khoai sừng tập như một con nó hợp và nó thơm thế nó giúp cho da của chúng ta lúc nào tăng trưởng tiểu vị tăng trưởng là mạch máu khi da tăng trưởng chất đạm trong da thì da chúng ta sẽ khỏe đẹp để lâu. Lại bản luôn hả? Ừ. Kia là lại được, đây mình lại cực. Rồi cả nhà qua mớm ủng hộ mớm như vậy. Sắp tới giờ hát mà vẫn kiếm tiền, tội nghiệp. Đó, chuẩn bị like, kiếm tiền. Tội nghiệp. Là nửa tiếng kiếm lúa. Cho đi dự cái event của cái event đấy mà ở đâu các vị thấy không, 24/24 nè, vậy mà không bỏ mới 1 giờ 1 phút giây nào hết. Này đâu có nhiêu đâu, có 4 tỷ mấy nó xích miêu đệ của bà đi. Đợi của mình đi đâu, coi như là vừa khảo của mình đi. Chị đi là mẹ em. Nó kêu đợi, rồi đừng có nói đợi mình đi, đeo 4 tỷ mà mình đi không có đeo cái gì nè. Chọn xe mẹ. Chứ nhiêu reset meal anh nói là nãy giờ mà kỳ quá đẹp quá ha. Coi thì gọi thẳng đơn giản mà quá đẹp. Trời hậu lai. Đúng rồi, không biết thuộc là má thuộc là hết chưa về lại bán đó. Ok hết rồi, ngày nửa tiếng cả nhà thương rồi. Mạnh cuốn lúa của mình tôi là tôi không đem gì theo bán hết trơn. Alo, hello Trang Bù, trời em nhanh thiệt cô gái à, em nhanh thiệt chứ. Dạ, cho con xin nửa tiếng thôi nha mọi người ơi. Chia sẻ này nha con, cô chú mình cũng nhắm mấy cái tiệm lớn luôn nè. Nói lắc hồi là con đớ luôn hết. Đưa bài cả nhà nha, cả nhà bên Trang mới lon nha cả nhà. Lon like rồi, rồi phụ nha cả nhà. Xin nửa tiếng thôi cô chú anh chị. Xin phép tắt like đây con nha. Qua lon quậy tí cả nhà. Nha, bye bye cả nhà. Quay lại về. Cảm ơn nhiều.
chia sẻ nhiều nhiều em nha. Bấm theo dõi fanpage của em giùm nha mọi người ơi. Hiện tại giờ các mỹ phẩm ở bên shop của con đã có đầy đủ ở trong shop nha cô chú anh chị. Mình cần gì mình bấm vào đó mua ủng hộ con giùm nha. Mình xài tốt thì giới thiệu cho bà con cô bác quen thuộc của mình mua ủng hộ cho con nha. Châm tí đang lên mộ ba đó Loan à, chắc đi thăm ông ngoại. Vui lòng không quay phim và lại chim trong suốt. Ở đây không có cho lại chim. Còn giờ chưa diễn thì mình có thể mình ấy nha. Tí Tân Nghiệp đang đi thăm nội. Ok. Chắc hồi lát rồi nên tí sẽ báo. Những kem chống nắng của Loan. Dạ em cảm ơn chị Minh Phương Trần. Hiện tại là nó cắm rồi mới mười. Ok à. Chắc mình chia sẻ nhiều đó chị. Ngày mai mình chia sẻ tiếp chị. Ngày mai mình chia sẻ tiếp không sao nha mọi người. Cảm ơn em Trang Bùi đã chia sẻ cho chị nha. Cảm ơn em nhiều. Ôi nốt nhung bạc bạc bạc. Do hiện tại là sân khấu bên Sydney nha cô chú anh chị ơi. Mình đã sẵn sàng hết rồi, đâu vào đó hết rồi. Mình chưa có vé thì có thể đến trực tiếp nơi đây mua vé nha, để xem các xuất diễn trong tối hôm nay nha mọi người nghe. Trời ơi, cỡ 500 ghế hơn đó cô chú anh chị. Lớn lắm nha. Kem chống nắng rất tốt. Dạ cảm ơn chị Khánh Đăng, Khánh Đặng à. Dạ rồi. Chị mới chia sẻ được mà. Ok cảm ơn chị Nguyễn Thanh nha. Mình chia sẻ bình thường mà. Chắc là không phải tùy cái tài khoản đó cô chú anh chị ơi. Nhiều lúc mình chia sẻ nhiều quá thì nó hạn chế mình. Còn mà bây giờ mình vẫn chia sẻ được thì em cảm ơn rất nhiều nha. Ngày mai nếu mà được thì cứ chia sẻ giùm em không sao. Cảm ơn nghe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chế Xuyên hôm nay còn một cái show ở bên chỗ bên chỗ Chế Xuyên ở nha, không có qua được anh chị ơi. Chế Xuyên bên này cũng có công việc nữa mà. Thôi mày cho nó ở đó cho nó bình yên đi. Trời ơi này trời. Mọi người ơi cho nó bình yên. Ủa mà ngày mai mà mình vào bên đó là ngay chỗ Chế Xuyên ở đúng không? À, qua SLA là chỗ cũ hồi xưa chị này ở. À ngày mai là qua đâu? Ngày mai là qua mình có tủ được gì bỏ xe vậy? Từ đây bay tới mấy tiếng đường. Trời xa. Xa lắm, ở đây từ Sydney mà qua bên chỗ Chế Xuyên là xa lắm nha mọi người. Mà hiện tại là bây giờ công việc của Chế Xuyên đang có nha, không có bỏ đi được mọi người ơi. Lên lịch hết rồi làm sao mà bỏ được. Bày chị cách mở kem chống nắng. Dạ đây nè chị yêu. Kem chống nắng nó mở rất dễ nha. Nè cái nút phải không, chị thấy cái nút này đúng không? Nè mình nắm vô mình giật ra. Đó, đó. Mình giật ra vậy nè đó. Giật ra. Đó rất là dễ nha nè đó. Rồi xong rồi cái mình đè xuống là kem nó ra nha mọi người. Mình đè xuống là kem nó ra nha. Tiếp này là 230 nha cô chú anh chị. Kem chống nắng là 230 nha. Nó có bật tông da cho mình nha. Nó có một lớp kem dưỡng trắng nè, với lại một lớp kem trang điểm ở trong nha. Thoa lên nó sẽ mịn da, nó thẩm thấu da mà nó không làm cho mình bị bết rít hoặc là nhờn cái lớp da của mình nha. Bết rít chứ bộ kem nhiều cái nó bết rít nó khó chịu lắm chị. Bết rít mớm nó hơi nó chịu hơi khó xíu nha. Mở nút ra bấm là ok đúng rồi. Mở ra nè, nó mở ra một cái à, vậy là cái nút mình giật ra thôi à. Nút mình giật nhẹ ra thôi à. Rồi bắt đầu mình bấm ở trên đầu này nè, mình đè xuống nha, là nó sẽ ra kem cho mình rồi mình thoa lên mặt thôi. Mới mình giữ giọng nè tôi hát. Ok điệu bé ok nha. Sẽ nói chút xíu à, lại chút xíu nữa thôi là mình xuống nha. Chống nắng của Loan xài ok lắm luôn. Dạ cảm ơn chị Minh Phương Trần. Dạ hiện tại là chống nắng sắp hết pin rồi. Thì mình mua về mình để dành nha cô chú anh chị nha. Chỉ còn có mấy trăm set nữa là hết rồi nha. Còn có mấy trăm set là hết rồi nha cô chú anh chị nha. Cứ mua cứ việc mua về để dành đó mà xài nha mọi người nha. Giá của kiếp chống nắng là 230 một tiếp nha cô chú anh chị ơi. Rồi xong kèm đó là có kem dưỡng trắng nha. Rồi một kem chống nắng nha. Chị Võ Kim Thơ gửi tin nhắn cho chị luôn nè các em ơi. Rồi kem dưỡng trắng này đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình giảm mụn nha. Hỗ trợ cho mình giảm mụn nè, giảm những cái vết thâm của mụn để lại, và xe khít lỗ chân lông, giảm những cái nếp tàn nhang, với lại đồi mồi trên da mình luôn nha mọi người. Nó sẽ sáng bật tông da mình lên mỗi ngày đẹp luôn nha. Hỗ trợ giảm mụn rất là hay nha cô chú anh chị. Thường thường
thường á, kem á, nó không phải là thuốc, không phải là dạng thuốc nha, cho nên nó không là đặc trị, nó sẽ là hỗ trợ, nó sẽ giảm dần cho mình, nó chỉ hỗ trợ cho da mình thôi, không phải là thuốc, cho nên không phải là đặc trị nha mọi người. Nhớ giùm em nha, hay kem trắng da hỗ trợ giảm mụn nè, hỗ trợ giảm đi những cái vết thâm do mụn để lại nè, với lại những cái vết tàn nhang trên mặt mình nữa nha. Mặt ai mà không có bị đều màu mà không có sáng da thì có thể dùng cái này được nha cô chú anh chị nha. Mà về mụn nha, cái này trắng da này có thể hỗ trợ giảm mụn nha. Vậy nó không ngưng nghỉ hồi xưa. Rồi tụi nó bán online hả, nó không biết nói chuyện nha. Bữa nay là chạy xô, sáng giờ chạy xô chống mặt với con mớn luôn phải không mọi người. Kem dưỡng dùng cho bé 16 tuổi. Dạ được chị, 14 tuổi là chạy là mình xài được rồi nha. 14 tuổi trở lên là mình dùng được rồi nha. Mình có thể dùng kèm theo serum. Serum á, là nó làm cho mình được căng bóng da nè, giảm nếp nhăn da nè, phục hồi những cái mà tế bào trong da mình nha, với lại căng bóng da mình nha mọi người nha. Rất là sáng ngời cái da của mình. 320 một tiếp nha. 320 một chai, con không có đem ở đây, cô chú anh chị không có đem ở đây. Nhưng mà con giới thiệu với cô chú anh chị sơ lược giùm con nha. Một chai serum là 320. Một chai serum là 320 nha. Còn một cái kem nám là 390 nha mọi người nha. Kem nám là 390 nha. Đây rồi, chị Lệ Nguyễn nè, gửi tin nhắn chị Lệ Nguyễn luôn em ơi. Cảm ơn chị yêu. Một chống nắng, một kem trắng sáng, ok chị, cho chị một chống nắng nha Lan. Ok chị Thúy Vân nha, cảm ơn chị yêu. Rồi kem nám da, kem nám, kem hỗ trợ giảm nám sạm tàn nhang với lại đồi mồi là 390 nha. Cái hộp cũng như y chang như thế này nha, nó sẽ giảm đi những cái vết nám nè, những cái tàn nhang đồi mồi trên da mặt của mình nha. Thí dụ mà da mặt của mình mà bị da mặt mình bị nám mà nhẹ đó thì xài dùng con một hộp thôi, còn mà bị nám nặng thì có thể xài 2-3 hộp dùng con nghe. Nè rồi, ngoài cái kem nám thì cái da mặt của mình mà có bị khô á, hoặc là bị sậm màu á, không có đủ nước á, thì mình có thể xài thêm một hộp kem dưỡng ẩm dùng con nha cô chú anh chị. Mình xài kem dưỡng ẩm để cho nó cấp ẩm cái da mình, nó dưỡng ẩm da mình lại, nó đẹp hơn mỗi ngày, với lại nó dễ xài kem nám lên mặt mình nha. Kem nám với kem dưỡng ẩm là xài trước kem nám nha mọi người nha, để dưỡng ẩm và giữ độ ẩm cho da mình nha, trước khi thoa kem nám lên nha mọi người, để cho nó mau hết nám nha. Một hộp là 390 nha cô chú anh chị ơi. Bả lai bất chấp lo. Cảm ơn chị Hoa Quỳnh Trắng nha. Ok, nay sẽ kháng tự tin nha mọi người. Lát hồi học bài nè đó, học bài nè, rồi lên sân khấu với cô chú anh chị trong đêm nay nghe. Cố lên, mong mà cố lên. Rồi, xong. Bây giờ con giới thiệu lại nha mọi cô chú anh chị nha. Chống nắng là 230. Mọi người tới sớm sớm đi mua ủng hộ cho chị Huyền với mớm nha mọi người. Trời trời, chị gì vậy trời. Đây cô Huyền đang ngồi live bên kia thì trời ơi đây đó. À, tất cả là đều đang làm mà, đang làm việc cực lực nha cô chú anh chị ơi. Có đây nè. Đây em cho em cho đây, em cho mọi người xem em đang. Trời ơi trợ lý của chị kìa, coi trợ lý của chị kìa. Đây cho cô chú anh chị xem cái góc trời của chị Ni làm việc nha. Đây thư ký gì kỳ vậy, chợ đầu thóc kìa. Nè chị Ni làm nè mọi người ơi. Đây nha, đi làm việc nha, ở nhà đó hoặc là ở trong khách sạn gì mà khi đi với mớm nha, là có cái laptop nha mọi người nha, là chỉ cần ngồi tại nhà làm thôi. Còn á, mà đi với mớm, mà đi công việc gì với mớm nha, ngồi trên xe đó. Đây, đưa đây coi, mấy cái súng, hai cái súng. Đây, tắt đi hai cái súng của mình đi. Đây, hai cái súng nha, là cầm hai tay nha, bấm cành, chừng nào mà hết giờ thì thôi nha. Làm giờ hằng chính nha mọi người, chứ không có làm giờ phụ nữa nha. Bấm mỗi tay mà không cần ăn uống luôn đó trời. Em cứ hỏi hoài, em nói ủa bà Ni sao bà có điện thoại hoài vậy, nói tao đang làm mẹ ơi, mà không biết làm cái gì, mà làm việc suốt ngày sáng đêm luôn. Mở mắt ra là 7 giờ sáng là chị Ni làm rồi ha. À, lúc mà sáng này nha, lúc nào mà mớm ở gần chị Ni ấy nha, là sáng là 7 giờ là mở cái này lên, là ở trong nhà nha mọi người. Còn mà đi ra đường nha, là cầm suốt cái này nè,
cầm suốt hai cái cây súng này nè, điện thoại của chị Ni. Trời ơi, trợ lý kỳ quá. Làm cầm suốt hai cái điện thoại nha, trên tay nha, không rời cái điện thoại được luôn. Là chị Ni làm việc trên điện thoại đó mọi người, hiểu không? Đó. Ôi, chị làm việc không ngừng nghỉ nha, rất là chú tâm mà, trời ơi, rất là siêng năng luôn. Trợ lý mình quan gì vừa đây, trợ lý mình đã đi đồng hồ. Trời, trợ lý của chị Ni xài đây nè nha, trợ lý chị Ni xài cái này không nè trời. Mớm thấy mớm hú hồn. Đó này là gì? Chị Ni đi quét nhà. Richard Mille phải không? Richard Mille. Richard Mille nè mọi người, trời ơi, đồng hồ mà đeo cỡ nhiêu chị Ni? Má ơi, 4 tỷ. Ủa, trợ lý gì vậy? Ủa, em ơi, chị cũng muốn làm trợ lý như em. Trợ lý gì trời ơi. Trời ơi, chị không một chị. Em ơi, chị bái sư em. Chị xin à. Ôi, trợ lý mà 4 tỷ má ơi. Đeo đồng hồ 4 tỷ. Em ơi, cho chị bái sư lại đây thôi. Lại đây bé ơi. Không, ý là đeo đồng hồ 4 tỷ mà chị đeo 40 ngàn, chị nhân đồng. Dạ, hello em. Dạ rồi, nó là quên, hai cao hứng quá. Dữ gì vậy? Dạ, giữ giọng mọi người, yên tâm nha, yên tâm. Chị đợi em tí nha. Đang cao chào. Trời ơi. Sao em, sao? Anh Sang nói sao? Anh Sang nói em sao? Tới cỡ nghe mọi người em biết không? Ông Sang rồi tới cỡ cái chuyện qua cho mày nghe. Ông đâu có biết hồi giờ casino là vậy, ông vô casino. Cái ông thấy, ông mới nói là bây giờ mà ông thấy người ta đánh bên cơ bê mà đánh đông như vậy đó. Thì Ni sao anh thấy ai đánh tự nhiên cái người ta thua hết có mình là năng à. Ông cứ đánh ngược, ví dụ người ta đánh đỏ là ông đánh xong. Thì tối hôm qua tôi nói nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe nha. Bây giờ là 1.000 là đổi ra thua là cũng về, mà ăn cũng về. Mà nè ông tham là ông chết với tôi. Cái đánh 500. Xong lên tới 1.000, bỏ 1.000 thành 2.000, bỏ 2.000 thành 4.000, vỗ theo quá trời, 4.000 thành 8.000 cục, mà ông đòi bỏ lại 2.000 thôi, bỏ 1.000 lại không chịu, bỏ 2.000 là xong, ngưng lì liền. Cái đủ sao vậy, em không đánh ra từ 8.000 đến 16.000, 16.000, tại sao dở ăn quá, dở ăn quá. Cái này, cái mùa nó mát ghê ha. Thơm. Cái mùa nó mát, dễ chịu. Đây, để kể tiếp cho nghe. Sao? Tự nhiên em đang ngồi ngoài, ngồi như con chó dồi vậy nè. Cái xong đó, trời ơi, mấy gái ngồi đây hả? Anh không nhìn ra em luôn á. Trời ơi, đẹp quá ha. Cái mình đang cười. Dạ, cao quá đó. Nhìn như thằng trai vậy. Gớt liền phải không? Tự nhiên bị gớt liền. Gớt mộng liền. Thiệt lình, làm cho cô gái tôi. Anh kỳ quá anh Sang ơi. Mai ca à. Mày ca ta đẹp gái vậy mà anh nói kỳ quá. Chà, nó lâu hay bị đâm bàn. Quỷ đâm bàn. Rồi. Người ta tặng đồ ấy. Người ta tặng đồ. Người ta tặng đồ thì biết lịch sử. Ủa cái này rẻ mà. Tôi nói vô. Ôi trời, mới sáng cho vô tao đâm bàn này. Nói trời, cho chưa tỉnh ngủ hay gì vậy. Ta tặng đồ mình. Ủa cái này rẻ mà. Em mới nói ổng lát nữa không có mặc cái áo vest, mặc cái áo thôi. Áo nó đang đẹp. Cởi cái vụ, cởi cho mọi người cái vụ mà đi qua kiểm tra an ninh đi. Không, cởi rồi, mở cởi rồi. Cởi với ai? Cho bữa, cái ngày đầu tiên em like đó. Dạ? Uống đi, uống đi em. Sao? Ngày đầu tiên em like em cởi rồi. Cười muốn sản dạ. Tao nói mày mấy đứa bây giờ không kể nó, ông ra ông nằm thiệt à. Đi quá luôn. Ok quá hả anh? Ok quá hả? Trong nắng hả? Để trong nắng với em luôn nè. Ừ. Là chị đang bán á hả? Đúng rồi. Nhiêu ghẻ à? Trời ơi. Mà vô xem. Thiệt. Người đâm bên trái, người đâm bên phải không? Còn ai nữa đâm thẳng luôn đi. Quá trời sợ. Hello Nhật Minh. Em cảm ơn anh nha. Mình là vậy? Trời, Nhật Minh là vậy? Vô hỏi bà Bình. Hỏi bà ba kìa. Hỏi Nhật Minh là vậy? Trời ơi. Anh Minh ơi. Anh Minh ơi. Bà Ni bà không biết Nhật Minh là ai kìa, đau lòng. Bố mời nói cười. Ok, im lặng lại. Rồi thôi, bây giờ like chút xíu thôi. Cô chú anh chị ơi, mua ủng hộ con mỹ phẩm nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ con không dám like nhiều.
mà cười cũng không dám nhiều nữa, sợ quá trời. Ôi gì trời, cái tiếng nhạc, cái tiếng nhạc mà ai giờ này nè, nè giờ nói sao mà tối nay không hát nổi, không biết hát nha. Đó, bấm vậy hoài nè, có thuộc bài được đâu mà hát. Cô chú anh chị ơi, tối nay mình đã có kêu Ni lên á, thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho Ni nha, tại vì tới giờ Ni cũng chưa thuộc bài mà cũng không có dự định là hát trong cái chương trình này đâu. Nó kêu lên thì chắc cầm cái máy nếu mà có hát, còn nếu mà không có hết giờ thì cho Ni chắc nếp được chứ không. Không cỡ nào tối nay cô chú anh chị cũng phụ con kêu chị Ni lên hát với con nha, để gửi tặng cô chú anh chị trong tối đêm nay nha mọi người nha. Dạ đây cô Huyền đang làm việc cực lực ở bên kia nha mọi người ơi. Rồi cô Huyền thì bên phải, còn bé Ni thì bên trái nha, và kế bên là anh trợ lý nha mọi người. Đó, anh trợ lý đeo đồng hồ 4 tỷ nên cũng muốn làm trợ lý như anh. Anh à, cho em bái sư nhá. Em cứ chặt. Rất là dễ thương đó trời. Trợ lý chị Ni nói chuyện dễ thương lắm nha mọi người, hiền dịu lắm nghe. Trời ơi, cái này mà anh trợ lý chưa có vợ là coi như là mớm sẽ giới thiệu rồi, nha. Mớm sẽ giới thiệu liền. Em nào hốt vô liền nha. Bây giờ hai con. Nó chưa có vợ hai con rồi nha mọi người. Mà cô bé ở quê nhà của trợ lý cũng rất là dễ thương nha. Ủa, hai vợ chồng nói chuyện cưng lắm. Quê nhà gì, ở thủ đô luôn rồi chú. Ở thủ đô, ở bên Hà Nội đó mọi người. Hà Nội và thủ đô nha. Ôi, cưng lắm. Chết. Hai vợ chồng nói chuyện cưng lắm nha. Thiệt, nói chuyện mà nghe mình mê trợ luôn. Gì? Không trả lương mệt luôn. Em ơi. Chị bà đeo đồng hồ 4 tỷ sao bà đi trả nổi lương nổi à? Sắp dép luôn vô. Chị Ni đang học việc của bạn ấy đó. Bạn ấy trên cho chị Ni đó. Cho tóc phồng lên chút xíu nha Loan. Dạ phồng lên hả? Dạ phồng lên là bây giờ phải tháo ra nữa đó mọi người đó. Hồi chị ba đang làm mặt à, cho nên là không có dám làm phiền chị ba. Thôi kệ đi, có nhiều chơi nhiều đi mọi người ơi, kệ đi. Ra sân khấu nó cũng là con mớm thôi ạ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Ok, lát hồi em sẽ gọi điện thoại cho chị Trâm với anh Tý hỏi thăm sức khỏe nghe. Làm gì? Nay lên thăm ông ngoại cho anh mà. Ok, cảm ơn mọi người. Thôi không nói nữa. Trời ơi, ngày nào cũng like luôn. Ngày nào cũng lấy. Hỏi sao không đi. Giữ giọng đây nè, Ni Ni nói chuyện đi. Ni chào mọi người, trời ơi cho Ni nghỉ 15 phút dưỡng giọng đợi hát đi. Đúng rồi, không có để quên. Quá trời, cái mặt Ni ăn á mọi người, giờ cái mặt như bánh bao chiều rồi. Nó ăn mọi người ơi, nó ăn trưa rồi, nó xong nó kêu thèm bánh gì, bánh trứng bánh gì đó. Rồi hồi sáng này nè em đi ăn cái bánh mà bánh trứng ở Việt Nam mình đó, em tưởng ở trong là nó là trứng. Em nói chị Ni mà Nu mua bánh trứng này cho em ăn đi, dến cho hai cái nha. Trời ơi, ra toàn là bánh thịt bò ở trong vùng. Nó thèm bánh trứng mà toàn đưa cho thịt bò không mọi người ơi. Thịt bò ngon thiệt trời, thơm lắm nha. Bò bốt mà. Bốt mà nó thơm lắm mọi người. Bột cũng làm ngon nghe, bột nó mềm nữa chàng ơi. Nè. Không còn ngon, không cần em la tiếng khàn tiếng lớn đâu mọi người. Tại vì hồi xưa giờ cái hơi em nó hơi khàn khàn á. Yên tâm nha, đêm nay sẽ ok nha mọi người. Nói chung là sẽ cố gắng chứ không dám không nói chắc chắn là ok, sẽ cố gắng tốt hơn cái đêm chống đồng nha mọi người. Yên tâm nha mọi người ơi. Ni ơi, làm lại tóc cho Loan. Chị Ni chào, chị Ni còn không biết làm tóc nữa đó trời. Rồi thôi bây giờ lo học bài nha, lo học bài. Đi tán tóc, nắm tóc, giật tóc thôi thì được. Trời ơi, ai hỏi câu khó vậy? Ai hỏi câu Ni làm tóc vậy? Đâu Ni làm tóc đâu? Ni làm tóc hỏi kêu Ni nắm tóc, buộc tóc, dí tóc, nhổ tóc thì được. Trời, qua đây là không ngủ rồi mọi người ơi. Trời, mày để cái app nào vậy mớm? Bà
hát mà em hồi hộp, hình như ai cũng hồi hộp á mọi người. Tình tâm khấn tổ nha chị Loan. Kìa mọi người nói chuyện với mọi người đi, ai cũng lo kìa. Dạ ok. Rồi thôi à, con sẽ cố gắng nha cô chú anh chị nha. Giờ con xuống like để con học bài ha. Con học bài để tối nay vững tâm hơn và tự tin hơn nha mọi người nha. Nha. Dạ thôi con xuống nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã nhắc nhở cho con, đã yêu thương con nha. Cảm ơn mọi người nha. Da này đẹp trắng đó nha, da này đẹp trắng rồi này. Cảm ơn đi này. Cảm ơn mỹ phẩm Green Skin đó. Rồi, bye bye cô chú anh chị nha. Bye bye.